thích thích chị tự bấm nha. Bấm rồi đấy. Xin chào các bạn, rất vui được có mặt trong video clip này để giới thiệu với cả nhà về một trong những địa điểm không thể bỏ qua trong hòn đảo tình yêu Venice, đó chính là cây cầu Rialto, có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 11 nhưng cây cầu hiện tại có từ thế kỷ thứ 16 và mới được trùng tu vào năm 2018 vừa rồi. Đây là một trong những nơi không thể đến khi chúng ta tham quan đảo Venice, thiên đường của tình yêu, thiên đường của các kênh rạch, đảo của những cây cầu và của những chiếc mặt nạ lễ hội hóa trang và đảo của pha lê tinh màu.